dẫn chơi sự kiện thu thập mạng trong Mini World. Về sự kiện này, các bạn chỉ có thể chơi được ở bản 1.14.11 trong sẵn tương tác của Mini World. Thời gian sự kiện là từ ngày 12 đến ngày 26 tháng 7 mới hết hạn. Việc của các bạn là trong thời gian sự kiện hoàn thành các nhiệm vụ mà game yêu cầu để nhận thưởng và mảnh ghép. Các bạn cần thu thập các mảnh ghép để nhận trang phục vĩnh viễn. Khi làm, các bạn nên lưu ý về các mảnh sẽ bị trùng lặp và số lượng mảnh trùng lặp sẽ hiển thị ở đây. Các nhiệm vụ sẽ được reset lại mỗi ngày để các bạn thoải mái nhận quà và sẽ giữ nguyên tiến độ. Mọi thắc mắc thì mọi người có thể bình luận phía dưới hoặc liên hệ qua trung tâm chăm sóc khách hàng của The Bảo World để nhận sự trợ giúp.